Sáng nay 12 tháng 11, Ban Công tác Mặt trận thôn 9 xã E Riêng, huyện Madrak, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Dự ngày hội có đồng chí Hờ Diêm Cơ Đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng nhau ôn lại lịch sử 93 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thôn 9 xã E Riêng, huyện Madrak có 204 hộ với 790 khẩu, sinh sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, Ban Công tác Mặt trận thôn 9 đã bám sát nghị quyết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Người dân trong thôn đoàn kết chung tay xây dựng cảnh quan môi trường sạch, đẹp, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, cấp ủy chính quyền địa phương, Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức thành viên tại tổ dân phố tiếp tục đoàn kết, khơi dậy tinh thần truyền thống yêu nước, thi đua sáng tạo trong các tổ chức xã hội và tầng lớp nhân dân, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước, làng quê trong tình hình mới. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn đề cao cảnh giác, bảo vệ cuộc sống bình yên của thôn, buôn, kiên quyết, không nghe, không tin, không làm theo những hành động sai trái của các thế lực phản động, thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.